Mình mới phát hiện ra cái loại nước này uống ngon ghê á mọi người ạ. Cái này thì nó là nước trái cây có ga kết hợp với cả kombucha. Xin mời mọi người nha. Uống đã thật. Ngon. Như thùng mình đang có ở đây thì có 6 vị khác nhau: bia gừng, cam đào, xoài kiwi, cam yuzu, bưởi hồng và ổi hồng. Và bên nhãn hàng cũng giới thiệu đây là nước trái cây tự nhiên kết hợp với kombucha. Cái mùi hương, cái vị trái cây của nó mình thấy uống nó khá là tự nhiên. Uống nó kiểu không bị mùi hương liệu làm cho mình khó chịu đâu. Cái vị ngọt của nó thì mình thấy nó ngọt vừa, nó không bị ngọt quá. Và nó có thêm một chút vị chua nữa. Uống cái vị của nó mình thấy ngon. Một cái điểm mà mình rất thích đấy là cái nước trái cây này nó có ga. Và cái ga của nó mạnh, uống đã. Tóm lại thì mình thấy cái nước trái cây này thơm, ngon, rất là đáng để trải nghiệm luôn.